Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế Phú Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, còn gần 2 tháng nữa mới đến thời gian thu hoạch nhãn chính vụ. Tuy nhiên, bằng đôi bàn tay khéo léo cùng việc đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật đã tạo ra những trái nhãn chín sớm để người tiêu dùng có thể thưởng thức ngay từ bây giờ. Vậy quy trình xử lý nhãn ra hoa đậu quả để sản xuất nhãn chín sớm như thế nào? Hướng đi này mang đến hiệu quả kinh tế như thế nào cho các nhà vườn? Câu trả lời sẽ có trong mục Chuyện từ Phú Hiến của tạp chí Kinh tế Phú Hiến trong ít phút nữa. Còn bây giờ sẽ là những tin tức tài chính thị trường chúng tôi vừa cập nhật. Thực hiện nghị quyết số 58 NQCP ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ về một số chính sách giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành chương trình hành động với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Hưng Yên đạt 18.000 doanh nghiệp, khu vực doanh nghiệp đóng góp khoảng 65-70% GDP cả nước, khoảng 30-35% tổng việc làm trong nền kinh tế, 98-99% tổng kim ngạch xuất khẩu, khoảng 35-40% tổng số doanh nghiệp có hoạt động ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, 100% cơ sở kinh doanh bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến, 80% doanh nghiệp sử dụng lao động qua đào tạo. Theo số liệu của Cục Thống kê Hưng Yên, tính chung 5 tháng đầu năm 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 6,39% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp chế biến chế tạo tăng 6,62%, sản xuất và phân phối điện tăng 0,91%, cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,75%. Một số ngành có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng mạnh như sản xuất da và các sản phẩm liên quan tăng 23,63%, sản xuất trang phục tăng 21,83%, sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 16,66%, sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc thiết bị tăng hơn 222%. Tính đến ngày 22 tháng 5 năm 2023, tỉnh Hưng Yên có 520 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký hoạt động với tổng số vốn đăng ký là hơn 6.505 triệu đô la Mỹ. Trong đó, từ đầu năm đến nay có 17 dự án đăng ký mới với số tiền trên 228 triệu đô la Mỹ. Các quốc gia có số dự án vốn đầu tư chủ yếu là Nhật Bản có 169 dự án, vốn đăng ký là hơn 3.701 triệu đô la Mỹ, chiếm 56,89% tổng vốn đăng ký. Hàn Quốc có 146 dự án, vốn đăng ký là trên 851 triệu đô la Mỹ, chiếm 13,09% tổng vốn đăng ký. Trung Quốc có 131 dự án, vốn đăng ký là trên 1.050 triệu đô la Mỹ, chiếm 16,14% tổng số vốn đăng ký. Theo tin từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hưng Yên, tính đến hết tháng 5 năm 2023, tổng nguồn vốn hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh ước đạt 126,6 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 8 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ tăng là 6,8% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, nguồn vốn huy động ước đạt trên 118,7 nghìn tỷ đồng, tăng 7,5%. Nguồn vốn tín dụng kịp thời đáp ứng nhu cầu về vốn cho các dự án phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh đã triển khai kịp thời các quy định, chính sách về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đến các chi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, mặt bằng lãi suất của các tổ chức tín dụng đang có xu hướng giảm. Ngân hàng Nhà nước đề nghị các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tiếp tục nghiên cứu áp dụng các chương trình chính sách ưu đãi về phí dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán đối với khách hàng, trong đó ưu tiên thực hiện miễn phí duy trì tài khoản, phí rút tiền mặt đối với các khách hàng thuộc nhóm đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội. Đồng thời, tích cực hưởng ứng và chủ động triển khai các hoạt động thiết thực trong khuôn khổ chương trình Ngày không tiền mặt năm 2023 thông qua các chương trình ưu đãi, chính sách khuyến mại phù hợp trong thời gian diễn ra sự kiện. Trong tháng 6 năm 2023 và đỉnh điểm vào ngày không tiền mặt 16 tháng 6 năm 2023. Giá thép xây dựng trong nước lại được điều chỉnh giảm lần thứ 8 liên tiếp về mức dưới 15 triệu đồng trên tấn. Cụ thể, thương hiệu thép Hòa Phát đã giảm thêm 200.000 đồng trên tấn với thép thanh vằn D10 CB300 xuống 14,89 triệu đồng trên tấn. Còn thép cuộn CB240 vẫn được giữ nguyên ở mức giá 14,7 triệu đồng trên tấn. Thép Việt Ý giảm 210.000 đồng trên tấn đối với thép thanh vằn D10 CB300 về mức giá 14,59 triệu đồng trên tấn. Sản phẩm thép cuộn CB240 được giữ ở mức giá 14,42 triệu đồng trên tấn. Nguyên nhân giá thép liên tục giảm trong thời gian gần đây là do nhu cầu tiêu thụ suy yếu và chi phí nguyên liệu đầu vào đã hạ nhiệt.
để đáp ứng kịp thời nhu cầu tham gia bảo hiểm của cán bộ, hội viên, hội phụ nữ. Mới đây, Bảo hiểm Bảo Việt Hưng Yên đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị triển khai thỏa thuận hợp tác, giới thiệu và cung cấp sản phẩm bảo hiểm Vimbo An Bình Yên Vui, An Sinh Hạnh Phúc tới cán bộ, hội viên. Với phạm vi bảo hiểm rộng cho các rủi ro, ốm bệnh, ung thư, tai nạn, hỗ trợ giáo dục và thu nhập chỉ từ 44.000 đồng phí trên năm. An Bình Yên Vui, An Sinh Hạnh Phúc là sản phẩm bảo hiểm dành riêng cho phân khúc khách hàng có thu nhập thấp, yếu thế trong xã hội, phù hợp với đại đa số hội viên phụ nữ trong địa bàn tỉnh. Chương trình bảo hiểm đơn giản, dễ tiếp cận, áp dụng cho khách hàng từ 15 ngày tuổi đến 70 tuổi đối với sản phẩm An Bình Yên Vui, hoặc đến 60 tuổi, tái tục đến 65 tuổi đối với sản phẩm An Sinh Hạnh Phúc sẽ là nguồn hỗ trợ tài chính kịp thời để người dân an tâm chữa bệnh, giảm nhẹ gánh nặng tài chính cho các gia đình khi có rủi ro xảy ra. Thời điểm này, một số nhà vườn do áp dụng tốt khoa học kỹ thuật đã bắt đầu thu hoạch nhãn chín sớm. Chắc hẳn sẽ rất tuyệt vời khi được thưởng thức những trái nhãn sớm ngọt thơm mà không phải chờ đợi đến chính vụ, phải không thưa quý vị? Và cũng rất tuyệt vời đối với các nhà vườn khi những trái ngọt của họ đang được bán với giá cao, rất thuận lợi trong tiêu thụ. Toàn tỉnh Hưng Yên có gần 5.000 hecta nhãn các loại, trong đó diện tích nhãn chín sớm chiếm khoảng 7-8%, tập trung ở các huyện Kim Động, Tiên Lữ, Phù Cừ và thành phố Hưng Yên. Nhãn sớm cho thu hoạch trước từ 1-3 tháng so với nhãn chính vụ. Ước tính sản lượng nhãn sớm năm nay khoảng 2.900 tấn. Đây là thành quả của người nông dân khi áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, điều khiển nhãn ra hoa, đậu quả trước thời vụ. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả canh tác, giảm áp lực thị trường tiêu thụ. Giống nhãn các nhà vườn áp dụng kỹ thuật điều chỉnh ra hoa, đậu quả, giải vụ, chủ yếu là nhãn Hương Chi và T6, vì đây là những giống nhãn dễ tính. Hiện nay, nhãn sớm thu hoạch đến đâu đều có thương lái đến thu mua ngay tại vườn, với giá bán trung bình từ 40 tới 60.000 đồng trên kg, cao gấp nhiều lần so với nhãn chính vụ. Trên địa bàn tỉnh có nhiều hợp tác xã rất thành công trong việc sản xuất nhãn chín sớm, cung cấp ra thị trường vài chục tấn nhãn sớm mỗi vụ, như hợp tác xã nhãn chất lượng cao Trịnh Tiệp ở xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, hợp tác xã nhãn Lồng Nễ Châu, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên, hợp tác xã cây ăn quả xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ, hợp tác xã nhãn Lồng Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ. Năm nay thì tôi có 50 cây nhãn chín sớm mà thu được gần 2 tấn. Nhãn chín sớm năm nay được giá này được nhiều hơn năm ngoái. Năm nay phấn khởi nhiều. Thưa quý vị, hiện tôi đang có mặt tại hợp tác xã Nhãn Lồng, xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ. Còn khoảng gần 2 tháng nữa mới tới thời gian thu hoạch nhãn chính vụ. Tuy nhiên tôi đã được thưởng thức những trái nhãn sớm hết sức thơm ngon, hấp dẫn. Quý vị có tò mò về quá trình sản xuất cũng như là hiệu quả kinh tế của nhãn chín sớm không ạ? Mời quý vị cùng tôi gặp gỡ ông Lê Văn Thắng, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên, và ông Nguyễn Văn Oai, giám đốc hợp tác xã Nhãn Lồng, xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ để cùng tìm hiểu. Vâng, xin chào ông Lê Văn Thắng ạ. Xin chào MC. Và chào ông Nguyễn Văn Oai ạ. Xin chào MC. Thưa ông Lê Văn Thắng, ông có đánh giá gì về các diện tích nhãn chín sớm ở trên địa bàn tỉnh ạ? Các loại quả chín sớm nói chung và nhãn chín sớm nói riêng thì luôn luôn tạo cái sức hút, sự hiếu kỳ cho người tiêu dùng. Diện tích nhãn chín sớm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn còn khá khiêm tốn, chỉ chiếm khoảng 7-8%, khoảng tầm độ 336 hecta, sản lượng thu hoạch khoảng tầm 2.900 tấn. Nhãn chín sớm của Hưng Yên có chất lượng khá là tốt, không thua kém chất lượng trong thời điểm chính vụ. Khi cung cấp cho người tiêu dùng thì họ đánh giá rất là cao về chất lượng, mẫu mã, về màu sắc. Có khoảng 40 hợp tác xã, tổ hợp tác và trên 100 trang trại áp dụng các biện pháp kỹ thuật để có cái sản phẩm nhãn chín sớm. Các diện tích nhãn sớm thì chủ yếu tập trung ở các hợp tác xã. Vậy lý do vì sao ạ? Vì các hợp xã là những cái tổ chức liên kết hợp tác có khả năng hợp tác để chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng các cái tiến bộ kỹ thuật mới để tác động vào quá trình sinh trưởng của cây trồng, cho ra các sản phẩm theo cái mong muốn của người trồng cây. Được đánh giá là một hợp tác xã rất thành công trong việc xử lý nhãn sớm. Vậy thưa ông Nguyễn Văn Oai, ông có thể chia sẻ về sản lượng nhãn của hợp tác xã năm nay được không? Sản lượng ước tính năm nay là khoảng 20 tấn. Thời tiết ủng hộ nên là cũng được mùa so với diện tích nhãn sớm của mọi năm. Thu hoạch trước cái nhãn chính vụ từ 1 đến 3 tháng. Giá bán của nhãn chín sớm gấp 3 đến 5 lần so với nhãn chính vụ. Nhãn chín sớm ở hợp xã mình thì có hai loại nhãn, một là nhãn Hưng Chi, hai là nhãn T6. Thì nhãn T6 bán giá từ 40 đến 45.000, có thời điểm cao hơn là 55.000 có. Còn nhãn Hưng Chi trung bình thì cứ từ 35.000 trên 1 kg. Thương lái từ
các tỉnh Hải Phòng và Hà Nội về thu mua là chủ yếu. Lý do vì sao mà hợp tác xã mình lại phát triển các diện tích nhãn chín sớm ạ? Trên thị trường bây giờ thì cái sản phẩm nông sản thường thường là vẫn được mùa thì lại mất giá. Người dân cũng cần cù tìm tòi các phương thức xử lý ra nhãn sớm để giá cao vẫn đảm bảo chất lượng, rất dễ tiêu thụ, không như là cái sản phẩm mà chính vụ là chúng ta còn hiện tượng ứ động. Thưa ông Lê Văn Thắng, Chi cục Phát triển Nông thôn đã có những hoạt động gì để hỗ trợ các hợp tác xã, các nhà vườn trong việc phát triển các diện tích nhãn chín sớm ạ? Chi cục Phát triển Nông thôn cũng rất là tích cực, chủ động tham mưu các cơ quan chức năng phối hợp với các địa phương để hướng dẫn, hỗ trợ cho các cái hợp tác xã, các tổ hợp tác, các trang trại, các nhà vườn tích cực ứng dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật mới tác động vào cây nhãn để tạo ra các cái sản phẩm tốt về chất lượng, đẹp về bao bì, mẫu mã và an toàn cho người dùng, hỗ trợ tích cực và có hiệu quả cho các hợp tác xã tiếp cận với cơ quan chuyên ngành về kỹ thuật để có những cái biện pháp tác động vào cây nhãn làm sao mà có cái sản phẩm như mong muốn của người trồng cây, thực hiện các liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm từ khâu hợp tác với các nhà cung ứng đầu vào như là phân bón, các cái chế phẩm sinh học, tiếp cận với các cơ quan chức năng để tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đặc biệt là kết nối với các cái thương lái, các cái nhà phân phối sản phẩm. Thời gian tới thì Chi cục Phát triển Nông thôn sẽ có những hoạt động gì để tiếp tục hỗ trợ các hợp tác xã, các nhà vườn trong việc phát triển nhãn chín sớm ạ? Trong thời gian tới thì sẽ phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiếp tục hướng dẫn cho các cái hợp tác xã, các tổ hợp tác, các trang trại, nhà vườn áp dụng tốt, hiệu quả các cái quy trình kỹ thuật, thực hiện sản xuất nông nghiệp theo hướng kinh tế nông nghiệp, khai thác có hiệu quả các yếu tố đầu vào và có cái lợi nhuận tốt nhất, quy hoạch phát triển các cái vùng nhãn chín sớm, thực hiện việc số hóa quy trình sản xuất, số hóa thông tin sản phẩm để quảng bá, giới thiệu và bán các sản phẩm trên các cái nền tảng số, các cái cơ chế chính sách để hỗ trợ như là hỗ trợ các cái kho lạnh, hỗ trợ các cái máy sấy, rồi hỗ trợ tư vấn để xây dựng các bao bì nhãn mác để tạo cái dấu ấn, tạo cái sức hút đối với người tiêu dùng. Có một điều mà các nhà vườn hẳn rất quan tâm và rất muốn học hỏi, ông có thể chia sẻ về quy trình sản xuất nhãn sớm của hợp tác xã mình được không? Thời điểm trung bình khoảng tháng 7 hoặc tháng 8 âm lịch, khi cái lộc nhãn nó sang gọi là bánh tẻ, tức là nó có màu vàng nhạt, thì lúc đó chúng ta phải xử lý bằng tưới chế phẩm sinh học để cho nhãn ra hoa. Từ thời điểm tưới đến thời điểm mà cây cho ra lụ thì khoảng từ 30 đến 40 ngày là khi nó đã thành quả rồi. Thì cái thời điểm thời tiết không phù hợp với cây nhãn vì cây nhãn sinh trưởng là sinh trưởng theo chính vụ. Chính vì vậy là chúng ta phải cần rất quan tâm chăm sóc từ phân bón này, từ sâu bệnh này thì chúng ta mới cho hiệu quả kinh tế cao. Quả nhãn mới có mã đẹp và có chất lượng tốt, phải là có kỹ thuật, có kinh nghiệm quan sát đến thời điểm chúng ta xử lý chế phẩm sinh học để cho nhãn ra chín sớm. Vậy hợp tác xã mình đã có những biện pháp gì để đảm bảo chất lượng cũng như là an toàn vệ sinh thực phẩm cho quả nhãn? Hợp tác xã nhãn của mình đang chăm sóc nhãn theo quy trình của Việt Gáp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật được cái quy chuẩn của nhà nước quy định chứ không sử dụng ngoài cái danh mục. Khi chúng ta bán cái sản phẩm thị trường phải đảm bảo cái thời gian cách ly mà cái khuyến cáo của các cái cơ quan sản xuất bảo vệ thuốc bảo vệ thực vật cho phép để đảm bảo cái chất lượng sản phẩm này, nhưng mà cũng phải đảm bảo cái sức khỏe cho người tiêu dùng. Chúng ta vẫn phải tuân thủ theo cái quy luật sinh trưởng của cây nhãn nhằm để cho cây nhãn phát triển bình thường, đảm bảo là cuối cùng cái người sản xuất thì có lợi nhuận và người tiêu dùng thì được tiêu dùng những cái sản phẩm có chất lượng và có cái vệ sinh an toàn thực phẩm tốt. Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Oai ạ. Cảm ơn ông Lê Văn Thắng ạ. Với sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chuyên môn, cùng sự mạnh dạn đầu tư, học hỏi khoa học kỹ thuật của các nhà vườn, hy vọng rằng thời gian tới thì các diện tích nhãn chín sớm sẽ phát triển hơn nữa, cho hiệu quả kinh tế cao hơn nữa, từ đó mở ra một hướng đi mới cho tất cả các hộ dân trồng nhãn ở trên địa bàn tỉnh. Tới đây, tạp chí Kinh tế Phú Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại. Cảm ơn sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Công ty Bảo Việt Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 20 giờ 15 phút thứ bảy tuần sau.